Xin chào quý vị khán giả của kênh Bình Luận Viên Tại Biên Cương Plus. Như vậy là 2 tuần, các giải bóng đá hàng đầu châu tạm nghỉ để nhường chỗ cho FIFA Days đã kết thúc. Cuối tuần qua, sân cỏ châu đã trở lại với những trận đấu hết sức căng thẳng và khốc liệt. Nếu như ở Đức, Bayern Munich đã bất phân thắng bại trước Bayer Leverkusen trong cuộc đấu tranh ngôi đầu bảng ở Bundesliga, hay ở Italia là trận derby Milan rực lửa với sự áp đảo tuyệt đối của đương kim Á quân Champions League mùa trước, thì ở ngoại hạng Anh, các ông lớn đều gặp khó khăn trước các đội được đánh giá yếu hơn. Nhưng Liverpool, Tottenham hay Man City đều thể hiện được bản lĩnh của mình khi xuất sắc lội ngược dòng trước các đối thủ. Một ông lớn khác cũng đã vượt nguy trong vòng đấu vừa rồi chính là Arsenal, và người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa Arsenal và Everton không ai khác chính là Leandro Chosa, người tuy là một phương án dự phòng nhưng luôn là người hùng lúc nguy nan của pháo thủ thành London. Ngược dòng thời gian về ngày 20 tháng 1 năm 2023, thời điểm Arsenal chính thức công bố họ đã đạt được thỏa thuận với Brighton về việc chiêu mộ tiền đạo cánh trái người Bỉ với một thỏa thuận có giá trị 27 triệu bảng. Dẫu cho ở thời điểm đó, Chosa đang có phong độ rất cao với hiệu ứng mà Brighton đang tạo ra khi đó ở ngoại hạng Anh, thì ở đội bóng nào sở hữu cầu thủ 28 tuổi khi đó cũng là một điều rất đáng mừng. Nếu như nhìn vào thời điểm Arsenal chiêu mộ được cựu cầu thủ của Brighton là vào mùa đông, thời điểm không dễ để mua người khi mà chẳng câu lạc bộ nào muốn bán cầu thủ của mình khi mùa giải ở trong giai đoạn khốc liệt nhất như vậy cả. Nhưng có lẽ bản hợp đồng Chosa khi đó vẫn chưa thể giúp các Gunners nguôi ngoai đi nỗi thất vọng trong lòng. Vì chỉ vài ngày trước đó, pháo thủ đã bị Chelsea nẫng tay trên trong thương vụ Mikhailo Mudryk, một mục tiêu mà Arsenal đã theo đuổi rất xa xao. Và trước khi có sự góp mặt của Chelsea ở thương vụ đó, thì gần như Arsenal là đội bóng duy nhất theo đuổi ngôi sao người Ukraine. Mikhailo Mudryk, sau những gì đã thể hiện cho màu áo U21 Ukraine cùng với 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho Shakhtar Donetsk, đã khiến cho Mikel Arteta mê mẩn chàng trai này. Arsenal lúc đó đưa ra con số 70 triệu euro, trong đó là 62 triệu euro tiền phí chuyển nhượng cùng 8 triệu euro bổ sung. Đây là một con số không nhỏ cho một cầu thủ mới 21 tuổi như Mudryk. Sở dĩ Arsenal quyết định chi một số tiền lớn như vậy vào mùa đông là bởi khi đó họ đang có phong độ rất tốt ở ngoại hạng Anh. Pháo thủ chính là đội bóng đứng đầu bảng khi đó. Đoàn quân của Mikel Arteta đứng đầu bảng với 38 điểm, hơn nhà đương kim vô địch Manchester City 6 điểm. Vì vậy, việc bổ sung thêm nhân sự để hướng tới chiêu vô địch ngoại hạng Anh sau gần 2 thập kỷ chờ đợi chắc chắn là quyết tâm mà ban lãnh đạo Arsenal hướng tới và sẵn sàng bạo chi. Thế nhưng Chelsea khi đó với sự hậu thuẫn của ông chủ người Mỹ Todd Bowley đã khiến tất cả phải khiếp sợ trên thị trường chuyển nhượng. The Blues đã chi gần 300 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, lần lượt các bản hợp đồng bom tấn như Enzo Fernandez, David Datro Fofana, Beno Badiasile, Noni Madueke cùng với một loạt cầu thủ trẻ khác là những cái tên cập bến đội chủ sân Stamford Bridge trước đó. Vì vậy, việc họ vung ra số tiền 100 triệu euro cướp Mikhailo Mudryk từ tay Arsenal cũng không có gì là bất ngờ cả. Nhưng việc mục tiêu của mình bị cướp bởi chính đại kình địch đã khiến The Gunner không thể nào nuốt trôi được cơn giận dữ. Ban lãnh đạo Arsenal sau đó cũng đã gấp rút tìm kiếm cho mình phương án thay thế, và rất nhanh cái tên Leandro Chosa được lựa chọn. Đến nay chẳng có bất kỳ một đội bóng nào tranh giành cầu thủ người Bỉ với họ. 27 triệu bảng là mức giá cuối cùng và pháo thủ có thêm một phương án tấn công ở bên phía cánh trái. Dù đến với Arsenal khi đang ở Brighton, nhưng Chosa cũng chỉ là một phương án dự phòng đúng nghĩa tại sân Emirates. Bởi lúc đó, đội hình của Mikel Arteta đã quá ổn định với bộ cánh Gabriel Martinelli ở bên cánh trái, Bukayo Saka bên phía cánh phải. Chính hai cầu thủ này đã đóng góp quan trọng vào thành tích đứng đầu bảng của pháo thủ thời điểm đấy. Và Chosa dù đang rất ấn tượng khi đó với Brighton cũng khó cạnh tranh được vị trí. Trận đấu đầu tiên của tiền đạo người Bỉ thi đấu cho Arsenal chính là trận đại chiến với Manchester United. Dù chỉ có mặt trên sân có 8 phút nhưng những gì Chosa thể hiện trong thời gian ngắn ngủi đó khiến các pháo thủ không khỏi vui mừng. Chính pha đi bóng bên phía cánh trái của Chosa đã tạo tiền đề cho Zinchenko có khoảng trống để kiến tạo, và Nketiah đệm bóng ghi bàn lội ngược dòng cho Arsenal trên đại kình địch Manchester United. Chỉ thi đấu chưa đến 10 phút nhưng Chosa đã được chuyên trang đánh giá SofaScore.7,2 điểm, con số cao thứ 3 trên sân. Chỉ kém hai người đã ghi bàn cho Arsenal hôm đó là Saka và Nketiah, lần lượt là 8 và 8,2 điểm. Mùa giải vừa rồi, Chosa chỉ ra sân cho Arsenal 15 trận đấu và đa số trong số đó là vào sân từ băng ghế dự bị. Những cựu cầu thủ của Brighton đã có đến 10 kiến tạo và ghi được một bàn thắng. Một con số quá khủng khiếp nếu nhìn sang nhà hàng xóm của pháo thủ. The Blues đã bỏ ra số tiền gấp gần 4 lần Arsenal để chiêu mộ Mikhailo Mudryk. Trong cùng một khoảng thời gian đó, tiền vệ người Ukraine chỉ có 2 kiến tạo và không ghi được bàn thắng nào cho Chelsea. Bước sang mùa giải mới, Chosa đang thực sự sắm vai người hùng của các The Gunner. Đầu tiên trong trận tranh siêu cúp Anh với Manchester City,
Chính Chosa là người ghi bàn thắng cân bằng tỷ số để kéo trận đấu từ loạt sút 11m. Phút bù giờ thứ 11 của hiệp 2 tưởng chừng như phần thắng đã dành cho Manchester City, nhưng Leandro Chosa với pha đi bóng bên cánh phải và dứt điểm đưa bóng đi chạm người trung vệ Manuel Akanji đổi hướng bay vào lưới. Bàn thắng này chính là tiền đề để Arsenal đánh bại The Citizen trên chấm đá phạt đền và nâng cao danh hiệu siêu cúp Anh mùa giải 2023-2024. Đó không phải lần đầu tiên cựu tiền đạo của Brighton tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng ở mùa này. Ở trận đấu với Everton cuối tuần vừa rồi, Chosa một lần nữa lại sắm vai người hùng. Gabriel Martinelli đã sút tung lưới Everton ở phút 19, nhưng VAR đã từ chối bàn thắng vì Eddie Nketiah bị việt vị trong tình huống không liên quan. Một quyết định làm Arsenal rất tức giận bởi đường truyền của Gabriel đã bật ra khỏi chân tiền đạo Beto của Everton khi Nketiah bị cho là đã can thiệp vào trận đấu. Tình thế càng xấu hơn khi Martinelli phải tập tễnh rời sân vì chấn thương. Ngay sau đó, Arsenal đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đến mức Everton phải trải qua nửa giờ đầu tiên mà không có một pha bóng nào trong vòng cấm của đội khách. Chosa một lần nữa lại sắm vai người thay thế cho tiền đạo Brazil. Nhưng anh đã không khiến bất kỳ một fan nào của pháo thủ phải thất vọng với sự góp mặt của mình. Phút 69, một loạt đường truyền làm toang hàng phòng ngự của Everton và Bukayo Saka lao xuống mạn sườn trước khi trả ngược vào giữa. Chosa điện bóng cực nhanh vào góc xa để ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải này. Chia sẻ sau trận đấu, Leandro Chosa đã nói: "Thật tuyệt khi giúp được đội bóng của mình và đặc biệt là nếu bạn có thể ghi bàn thắng quyết định chiến thắng. Tôi nghĩ đó là một hành động tuyệt vời. Tôi đã gọi cho Bukayo Saka và anh ấy đã nhìn thấy tôi. Đó là một đường truyền hoàn hảo. Tôi biết mình phải vung chân trái ngay tức thì và quả bóng đã có được quỹ đạo tuyệt vời. Tôi đã luyện tập cả đời bằng cả hai chân và bạn có thể thấy rằng nó hữu ích trong trận đấu khi áp sát không thành." Lúc này khi Mikhailo Mudryk đang gây thất vọng với chuỗi 19 trận, không một bàn thắng hay kiến tạo cho Chelsea, thì ở phía Bắc London, cầu thủ được coi là dự phòng của Mudryk đang thật sự là người hùng cho các pháo thủ. Giờ đây chẳng ai nhớ đến vụ cướp hồi đầu năm của Chelsea, hoặc nếu có nhớ đến thì chắc chắn pháo thủ đang vui mừng vì họ vừa mất ít tiền hơn, lại có một cầu thủ xuất sắc và hiệu quả trong tay như Chosa. Người từ một phương án dự phòng đến một người hùng giải cứu đội bóng lúc gian nan. Các Gunners bây giờ có thể hoàn toàn yên tâm với sự góp mặt của Leandro Chosa. Dù cho Martinelli có thể vắng mặt thì chắc chắn Chosa sẽ không khiến bất kỳ ai phải thất vọng. Quý vị nghĩ sao về vai trò của Chosa cho đến lúc này, dù không phải lúc nào anh cũng xuất hiện trong đội hình xuất phát? Hãy đưa ý kiến của mình trong phần bình luận, ủng hộ video bằng những lượt like, chia sẻ, ủng hộ kênh bằng việc bấm đăng ký quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.